trong 13. Chính vì vậy, sự căng thẳng đang dần căng lên. Vâng, tôi nghĩ rằng tất cả bọn họ đang rất lo lắng. Họ đều muốn tên mình được xướng lên trong phần cuối của chương trình. Nhưng trước đó thì chúng ta cần phải tìm ra top 5. Và chúng tôi đã có kết quả rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ngay đây. Nghe có vẻ hơi có phần quá đáng khi... Bạn nói từ cut. Danh sách sẽ được đọc theo thứ tự ngẫu nhiên. Và đây là top 5 do ban giám khảo bình chọn. Đầu tiên chúng ta có Ecuador. Oh, Ecuador. Only four more to go, and this one is all about. Thí sinh xuất sắc tiếp theo sẽ là. Chúng ta chỉ còn 4 vị trí nữa thôi. Oh, Brazil. We're calling now for number 3. Bây giờ chúng tôi sẽ gọi hoa hậu tiếp theo ở trong vị trí thứ 3 của top 5. Đây chính là hoa hậu Tây Ban Nha. Two more to go. Chỉ còn 2 người đẹp nữa thôi. Philippines. Xin chúc mừng hoa hậu Philippines. Chỉ còn một vị trí duy nhất còn lại. Và chúng ta cũng biết rằng chỉ còn một người đẹp duy nhất sẽ có mặt trong top 5. Venezuela. Venezuela. Xin chúc mừng top 5. Vậy là họ đã tiến một bước gần hơn tới ngôi vị hoa hậu Hoàn Vũ 2013. Vâng, và bây giờ chúng ta hãy cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng và cổ vũ cho top 5 trong đêm chúc